tay chàng vũ công đến từ đất võ Bình Định Đoàn Thế Vinh cùng chàng trai nặng tình với nghề gốm lấy thiêu, chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú tiếp tục lên đường thực hiện sứ mệnh, tìm kiếm và giới thiệu đến quý khán giả những loại hình nghề thủ công truyền thống của Việt Nam. Đồng hành cùng với chàng MC hóm hỉnh Hồng Phúc trong hành trình tiếp theo sẽ là khách mời nào đây? Hồng Phúc và Khoai Vũ xin được chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự tài trợ của vali, ba lô, túi xách cao cấp Sakos và phát sóng trong khung giờ quen thuộc của chúng ta là 19:30 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Khoai Vũ. Em đây. Hôm nay em rất vui khi lại được có mặt cùng anh Phúc và toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Và em đang hơi hoang mang chút là bình thường là trong chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú mình thì các hành trình của mình để tìm hiểu về các làng nghề truyền thống mà em hoang mang quá. Ở đây lại là một nơi rất là linh thiêng. Đây là khu di tích nghệ thuật cấp quốc gia Đình Thần Linh Đông, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức. Và Khoai Vũ biết không, thì nơi đây còn lưu giữ cái bản sắc phong của vua Tự Đức ban cho thần Thành Hoàng Bổn Cảnh thôn Ninh Chiểu Đông. Và ngoài ra nơi đây còn thờ cái người đã khai phá ra vùng đất này là Tiền Hiền Tạ Dương Minh. Và hôm nay chúng ta lấy cái tên hiệu của ông là Thủ Đức đặt cho vùng đất này luôn. Wow. Thành phố Thủ Đức cũng là vì thế. Và Khoai Vũ biết không, chương trình của chúng ta ngoài tìm những cái món ăn, những cái làng nghề, chúng ta tìm hiểu văn hóa, lịch sử và cái nơi mà chúng ta đến đó để trải nghiệm khám phá. Và bây giờ thì anh sẽ đố là em hôm nay chúng ta sẽ làm nghề gì liên quan tới cái thành phố Thủ Đức này. Đoán coi, cố gắng đoán coi. Ở đây thì là đồ ăn mà. Ngày hôm nay em đoán đúng là món ăn rồi đó, nhưng mà em cố gắng thêm nữa là cái nghề gì nào liên quan tới món ăn này. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi gặp một cái vị khách mời. Là được ăn đúng không anh? Em đói quá. Chưa có biết cái gì mà ăn uống. Anh tưởng nói về là đồ thì ăn. Thì đương nhiên món ăn là đúng rồi, nhưng mà từ từ đã. Cái vị khách mời này sẽ cho em một cái món quà. Em sẽ đoán được cái nghề hôm nay có liên quan gì đến cái thành phố Thủ Đức này. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Đi nha. Yeah. Ok, đi, đi nào. Lên đường mọi người, đi. Người dân Nam Bộ có câu ca dao truyền tụng qua nhiều thế hệ: ở đâu mà chẳng biết ta, ta ở Thủ Đức vốn nhà làm nem. Với người dân ở vùng cửa ngõ phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, nem là một món ăn khoái khẩu của các cụ từ xa xưa. Vùng miền nào ở nước ta cũng có món nem, hương vị nem theo đó cũng thay đổi để phù hợp với khẩu vị từng vùng miền. Nem Thủ Đức có vị chua dịu ngọt, ăn hoài không chán. Nem Thủ Đức nổi tiếng nhờ hương vị đặc biệt riêng, chiếc nem tươi màu đỏ hồng, lại điểm thêm những hạt tiêu đen và vài lát tỏi cắt mỏng. Khi ăn có vị ngọt của thịt và vị chua dịu do lên men. Để có được những chiếc nem ngon, đẹp mắt, phải cẩn trọng từ khâu chọn nguyên liệu đến gói buộc. Công đoạn đầu tiên và quan trọng nhất là chọn thịt. Thịt làm nem phải loại tươi nóng, lóc da lấy phần nõn thịt từ hai đùi sau, không dùng nước rửa mà dùng vải sạch lau cho ráo thịt. Sau khi sắc lát thì đem giã cho nhuyễn, rồi quết thịt thật mềm nhuyễn. Để nem có vị ngọt tự nhiên và màu đẹp, khi quết thịt cần cho thêm mật ong và rượu màu vào. Đặc biệt, muối được dùng khi làm nem phải là loại muối hầm, không lẫn tạp chất, mới cho ra những chiếc nem ngon. Cho đến bây giờ, nem Thủ Đức vẫn là món ăn rất phổ biến và thu hút đông thực khách bốn phương đến thưởng thức hoặc mua về làm quà tặng. Khoai Vũ thân mến, vị khách mời mà anh cần em đoán đang ngồi bên tay phải anh, và món ăn để trước mặt chúng ta rất là thơm. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử coi đây là món ăn gì và nghề em đây là nghề gì nha. Há miệng ra nào, ngậm lại, cắn. Cảm nhận sẽ chia sẻ mọi người. Vị của em cảm giác nó là giống thịt xiên nướng, nhưng mà nó lại là thịt đã được xay ra rồi. Nó là cái gì, món gì? Giống nem nướng, sản xuất nem, đúng không anh? Đúng rồi. Và xin được giới thiệu với Khoai Vũ, điền nhân đời thứ hai của nem bà Chính ở thành phố Thủ Đức, và chú đã gắn bó và gìn giữ cái nghề này hơn 50 năm rồi. Đó là chú Lê Nguyên Hùng. Chú Hùng đây là bạn Khoai Vũ, một cái người mà chú sẽ dẫn ở đây để chú đi học nghề và sẽ giúp tìm hiểu về cái nghề nem nướng của mình. Vâng. Và bây giờ biết chú ạ, ở phương xa từ miền Bắc vô miền Nam, bây giờ vô là đặc biệt là vô tới thành phố Thủ Đức. Là thành phố Thủ Đức sẽ có những món đặc sản Thủ Đức là nem Thủ Đức, và chúng ta sẽ đây trải nghiệm là đúng nem Thủ Đức luôn. Rồi giờ mình phải thưởng thức được hương vị đặc trưng khi mình ăn vào mình mới biết được. Bây giờ thì ở đây có những món nào chú Hùng giới thiệu cho con có phải không? Ở trên đây á, là cái đây là phần nem cuốn bánh tráng rau sống. phải không? Và đây là bên này là nem nướng bánh hỏi, còn đây là bún nem, bún tô, rồi cái sản phẩm Nam Đức nó có như vậy đó. Và mình muốn ăn thì ở đây là có những trong nem nướng, rau sống, bún, đồ chua, tất cả đầy đủ hết. Là mình ăn chỉ mình gói gọn trong cái gói cuốn nem, giống như là mình ăn gỏi cuốn hay là bì cuốn, tất cả gì trong cái cuốn, mà cuốn nó phải có nước chấm đặc biệt. Là trong món ăn nem cuốn bánh tráng rồi sống phải có nước tương, chứ không phải nước chấm nước tương, không phải nước mắm. Nước mắm mình ăn để dành ăn bánh hỏi, còn nhiều người là không phải ăn tương thì mới ăn nước mắm thôi. Cảm ơn chú. Bây giờ thì mời mọi người nha. Trời ơi, trước tiên chắc chắn là không thể thiếu bánh tráng rồi này mọi người. Bây giờ bánh tráng rau sống thì là mình phải cuốn cái này vô trên mâm này là bún, bánh hỏi nha. Đó, bây giờ mình còn cho miếng rau, bánh đồ chua. Bây giờ bữa tiệc nem nướng Thủ Đức của chúng tôi sẽ được bắt đầu. 1, 2, 3 vô. Dạ rồi, thử đi ạ. Rồi cái tương ớt được ạ. Nước mắm mà để lại bề nước. Rồi mình thử đi nào. Đấy, quá có tâm luôn chú ơi. Nói chung là cái gì á, là mình có món ăn nào á, mỗi vùng nó mỗi cái đặc trưng riêng, khẩu vị riêng. Phải không? Món tiếp theo anh ạ. Đây là bún nem nướng. Dạ. Rất là ngon là mọi người, cái nem của chú, cái thịt đó thường là nó sẽ bị khi mà làm như vậy xay nó sẽ bở ra, nhưng mà nó rất là dai và nó vừa và nó thơm, và chú ướp vào nó rất là đậm đà, không ngọt không mặn, và cái đậu phộng, cái mỡ hành làm cái vị béo thơm lên, nó ngậy lên, và cái nước mắm đặc biệt là xuất sắc luôn. Nem nướng Thủ Đức của chú Hùng 10 điểm. 10 điểm. No mà ngon quá Khoai ơi. Mà con thấy ở đây là hình như là nhà nào, cửa hàng nào bán nem cũng ngon như vậy hết. Đúng rồi. Có bí quyết gì không chú? Là bí quyết là ai cũng có bí quyết hết, nhưng mà không ai giống ai hết. Mỗi cái hộ gia đình họ ra một cái bí quyết riêng, họ bỏ những cái gia vị vô tạo cái hương thơm đặc trưng riêng. Cho tới bây giờ chú gắn bó cái nghề này bao nhiêu năm rồi ạ? Cái nghề sản xuất nem là tới đời chú là đời thứ hai, là được 51 năm rồi. Wow. Có là chú sẽ bắt đầu từ năm 1972. 72. Đó là sản xuất tới ngày hôm nay luôn. Bà Chính là mẹ ruột của chú ở Nha Trang rồi. Ở Nha Trang mà chú à. Hồi nãy Khoai ăn cái thấy cái hương vị của nem Thủ Đức nó đặc biệt không? Như em cảm giác thì thực sự là nó rất là gọi là dung hòa giữa các vùng miền với nhau, thì em cảm giác là vừa đủ độ ngọt, vừa đủ độ chua, nên là ăn nó rất là vừa miệng anh ạ. Mà cảm thấy là thực sự là nó có cái điều đặc biệt so với tất cả các vùng miền khác, đặc trưng nó cũng sẽ khác, kể cả từ về gói cuốn hay lá đều khác hẳn ạ. Cho tới bây giờ theo chú thì cái tinh túy, cái hồn của nem nướng Thủ Đức của mình là nó nằm ở đâu, và mẹ chú đã truyền đại điều gì cái cho chú? Quan trọng là ví dụ ông bà mình nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, là mình làm cái nghề gì cũng là thực phẩm, mà quan trọng là làm có cái tâm trong đó, còn cái chất lượng, cái uy tín của mình nằm trong cái sản phẩm này. Như vậy các cái công đoạn làm nem Thủ Đức nó sẽ như thế nào, chú kể cho tụi con nghe được không? Quan trọng nhất là đầu vào là cái sản phẩm thịt này nè, thịt heo là phải ngon, mà là thịt rồi là chất lượng, phải có kiểm dịch an toàn thực phẩm. Mà thịt để làm nem á thì chỉ lấy được nạc đùi sau thôi. Nạc đùi sau là đùi trước, hoặc là nạc lưng mình không làm được, cái thăn mình không làm được. Đùi sau thì tỷ lệ nạc nó nhiều, thịt nó ngon, nó dẻo, thì mình làm nó mới được ra sản phẩm đó. Thịt đặc biệt là thịt đưa cho bên công ty giao là mình không được rửa, đô là mình lắp bỏ phần ngoài để mình làm qua nem nướng. Mình lấy cái lỗi ra thịt đó, cái ruột thịt đó là mình làm nem chua. Nem chua mà dính vào nước là nó sẽ bị sự cố. Nên mình như bây giờ mới loại sản xuất làm này, phải làm nem chua lại có nem nướng, nó mới tiêu thụ hết cái thịt bìa dính nước mà không không dính nước. Làm nem là kỵ nước. Như nãy là bây giờ để ý nha, những cái lá gói này nè, giờ tất cả là không ướt. Ví dụ làm nó dù cái lá, những cái lỗ lá là trùm buộc đang phơi sau lưng đó, là mình phải phơi cho ráo, mà phơi cho gió cho ráo chứ không phơi nắng. Chú cho con hỏi thì vừa lấy như ba chú cháu mình mới thưởng thức xong, thì ở đây con có thấy là có cả nem nướng lẫn nem gọi là nem chua, thì con đang hỏi là thì như chú thì chú sẽ chuyên về nem chua hay là nem nướng? Cái nào mới đúng chứ, nem nướng cái nem chua ra là nem á, là nem chua Thủ Đức, nem chua. Nhưng mà nem nướng là sản phẩm phụ của nem chua. Tại vì cái thịt mình lấy chủ yếu mình cái thịt ngon nhất mình làm nem chua, rồi những cái bìa thịt đó tạo ra cái sản phẩm nem nướng, da sống cái biết mình bì mình trộn với nem chua, rồi những cái mỡ ở trong bì đó mình mới lọc ra, mình mới đưa vô làm sản phẩm nem nướng là sản phẩm phụ, tận dụng hết luôn, không có bỏ cái phần nào hết. Rồi tiếp cái công đoạn mà lựa thịt vào ngon thì tiếp nữa là cái công đoạn nào của làm sản phẩm nem? Mình khi lựa thịt rồi đặt tiêu chuẩn để mình quết nem chua nem nướng rồi mình đưa vô cái máy xay sơ bộ thôi, là nó cho nó khi mà quết nó không ra cội, nó phải nát đều hết. Xay vừa xay sơ xong rồi mình đem qua máy quết, rồi ra quết tay, bây giờ quết mình máy cũng là cối đá chày gỗ. Ủa là ngày xưa là làm quết tay giống như giả gạo hồi xưa vậy đó. Thôi ơi, làm sao mà trời đó, đúng rồi rất là cực chứ, tại vì làm sao mà sức người có thể mà đó thì quết mà rất là ít, tại vì quết thịt trên nó chừng 2 kg 3 kg là tối đa, nó dẻo thịt là khó quết lắm, rút chày không lên đâu. Còn bít gạo bây giờ thì nó giả gạo thì nó bung lên, cái này đâu có bung, nó dẻo thích, là giống mình quết bánh dày ngoài Bắc vậy đó. Nhưng mà quết bằng tay thì chú có thể canh được cái lực, nhưng mà bằng máy thì chú có canh được không ạ? Mình tạo cái lực nó riêng rồi, nó chạy đều như đó mình tạo. Hồi xưa mình quết tay tối đa là 3 kg một khối. Bây giờ quết máy mình tăng lên tới 9 kg, mình rút ngắn thời gian lại mà chất lượng vẫn tốt, mà đã đưa lên cái sản lượng tăng nhiều hơn. Lúc chú làm bằng máy mà bà Chính có nói gì chú không, là tại sao mà làm máy không làm tay? Thì nó phải nghiên cứu trước, mình nghiên cứu rồi mới thử là bên kia nó có cái ông mà chuyên môn sản xuất máy á, nói bây giờ mình đem cái thịt mình xuống mình thử một cối thôi. Nếu mình quết xong tới 3 ngày sau mình mới biết kết quả là nem chua đạt yêu cầu mình mới đặt cái máy đó, chứ mình đâu mua máy trước về rồi mình đặt mình bỏ thì mới sử dụng thì sao? Phải thử nghiệm thôi chú ha. Hỏi ý kiến bà Chính có đồng ý không nữa. Đúng rồi. Rồi sẽ tiếp tục là mình quết xong. Quết xong khi mà quết nó đạt yêu cầu, cái độ dẻo đạt yêu cầu rồi đó. Trong quá trình quết mình sẽ đưa gia vị vào. Đưa gia vị vào khi mình quết cho nó tan hết gia vị rồi đó. Mình mới đem ra mình trộn với máy trộn, trộn với bì. Hồi trước là trộn tay, ngồi tay này. Nhưng mà sau này có máy trộn mình không có trộn tay nữa, là đưa vô máy trộn nó trộn cho mình nó nhanh hơn mà nó đều hơn. Hồi nãy chú kể cái công đoạn lóc thịt tới Khoai Vũ để ý không? Có, còn nhớ cái công đoạn chú thì như cái công đoạn lóc thịt là chú sẽ lấy cả phần nem chua, đấy là chỉ tầm cái lõi thôi. Đúng là chú đến từ Nha Trang bác. Cái nem con với con ăn là con nghĩ là đúng là nem nướng Nha Trang là chuẩn. Chú ơi, chú nghĩ là hôm nay Khoai Vũ sẽ học được cái công đoạn nào trong nãy chú kể rất là nhiều công đoạn? Mình ăn rồi mình thấy cái nem này, sản phẩm này rồi phải không? Rồi sau đó mình sẽ đi vào trong cái khu vực sản xuất. Mình sẽ đi thực tế luôn, là quy trình sản xuất từ A tới Z luôn, rồi mình làm trải nghiệm tự, mình sẽ gói từng phần để mình biết. Rồi sau đó làm xong được rồi, bây giờ suy nghĩ lại mình có nên đầu tư vốn mình làm nghề nem hay không. Chúng ta sẽ coi Khoai Vũ có là một thợ làm nem chua nổi tiếng với tay nghề của thầy Hùng hay không nhé. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay. Xin mời. Sẵn sàng. Rồi, xin mời hai bạn vào đây để nhìn tận mắt cái sản xuất nem của nem chua Thủ Đức nha. Chú biết sao không? Tại vì các cái công đoạn khác là nếu mà cho khoai làm là con nghĩ hư bột hư đường hết. Thứ nhất là vô trong kia phải mặc đồ bảo hộ, rồi cắt một cái mẻ thịt mà hư là nguyên cái mẻ đó dẹp luôn. Đúng rồi, là đơn vậy đi một dọc luôn đấy. Bởi vậy nên mình để cái quy trình nó ổn định, khi ra cái này là gần thành phẩm rồi, chứ là nửa đường rồi mình còn gói lại cho nó ra thành phẩm chiếc nem. Nhưng mà ở đây thì con thấy là sẽ có gì tỏi rồi tiêu là như là chú chia sẻ thêm những cái nguyên liệu bỏ lên cái phần nem này đi ạ. Trong nem chua mình có gia vị giống nó ăn bình thường của người Việt Nam mình thôi, rồi mình có đường, muối, bột ngọt, rồi tỏi, tiêu, các thứ. Thì mình trong cái quá trình quết á là mình cũng có bỏ tất cả các gia vị đó vào rồi, nhưng mà phải trang trí lên chiếc nem cho nó đẹp, rồi bỏ hột tiêu nếu ai thích ăn cay, hột tỏi. Thứ nhất là trang trí cho nó đẹp, hai nó thơm, rồi cái tỏi với nước tỏi nó ra nó làm sát trùng. Sát vi khuẩn, diệt khuẩn nhưng mà phía ngoài mặt ngoài chiếc nem nữa, cho nem nó đẹp, nó như vậy đó. Như vậy nó rất là bình thường đúng không Khoai? Nó đâu có khác gì những cái nem khác đâu, mà nem bà Chính nổi tiếng quá, con nghĩ là phải có một cái gì nó khác biệt cái những cái nem khác vùng miền khác. Đặc biệt là nem Thủ Đức, khi làm nem Thủ Đức thì tất cả nó trung hòa giữa các vùng miền thì nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm là người nào ăn cũng được hết, là mình đoán sẽ được sản lượng sẽ được nhiều hơn. Có nghĩa là nó sẽ tổng hợp nhiều cái nét văn hóa đặc trưng của nhiều địa phương. Cụ thể là sao chú Hùng đã rõ hơn con ấy? Nem á, ví dụ chua thì không chua quá như nem Huế, ngọt về vị ngọt không có ngọt lắm như nem miền Tây, và nem Thủ Đức là trung hòa giữa các vùng miền, chua chua ngọt ngọt. Cái hương thơm đặc trưng của vùng miền nữa, cái hương thơm đặc trưng vùng miền là do cái gia vị mình bỏ vào trong chiếc nem. Dù về muối đi, muối là ở đâu ạ? Muối thì cái muối Phan Thiết làm nem mới ngon. Trời ơi, muối Phan Thiết. Đúng rồi, muối Phan Thiết. Rồi vấn đề đường. Đường ở đâu ạ? Đường mình làm nem là mình làm đường tinh luyện, mình làm không có được, tại nó cũng quá tinh luyện rồi. Còn mình làm đường là đường thủ công, là đường gọi là đường cắt vàng, mà đường gọi là đường mỡ gà. Chỉ cái dùng Bến Tre mới có dùng cái đường mà làm nem nó ngon nó thơm. Muối là Phan Thiết, đường là Bến Tre. Tại vì cái hạt đường nó làm cái chữ đường cái dùng mía rất là ngon, mới có vị hương vị thơm đặc trưng, thì mình bỏ vô trong chiếc nem mình làm nem mới ngon. nó gọi mật ong, thì mật ong Tây Nguyên của mấy cái trường ong á, mình lấy trực tiếp qua công ty Ong Mật Thành Phố. Mấy chục năm nay rồi, khi công ty ra mình thử nghiệm nhiều công ty bán mật ong để mình sản xuất nem á. Ong là lấy ở Tây Nguyên à? Tiêu thì ở đâu chú? Tiêu là lấy tiêu Long Khánh và Lộc Ninh. Rồi đó, thì tỏi thì khi Phan Rang, khi tỏi Lý Sơn. Nhưng mà tại sao mình dùng mật ong hả chú? Thứ nhất, mật ong nó là một chất sát khuẩn nhẹ. Thứ hai là nó là có hương vị thơm đặc trưng, nó vị ngọt. Khi mình pha mật ong vô, nó tạo hương thơm thêm cái chiếc nem của mình. Sát khuẩn nhẹ, nó cũng diệt khuẩn những cái vi khuẩn không có lợi cho quá trình lên men của mình. Nem Thủ Đức như này đúng không chú? À, đúng rồi. Dạ, vâng, thì con thấy là một hộp nem này thì sẽ có mấy miếng nem trong đấy? Cái hộp nem trong đây là có tới 10 miếng. 10 miếng? 10 miếng trong đây là một chiếc, là tính là chục. Hồi xưa mình gói ra chùm lá. Bây giờ thứ nhất là lá nó hiếm, và là với lại bây giờ người ta đi biếu nem giờ nhiều đó. Theo tình hình hiện nay là kinh tế nó phát triển, người ta muốn cho cái gì sản phẩm là cái bao bì rất là đẹp. Nếu mình có lá là truyền thống, nhưng mà lá từ ngày gói tới ngày chua 3 ngày sau chiếc lá nó sẽ bị héo, vì khô và mất đẹp phải đẹp đi. Rồi mình phải dùng cái hộp này để biếu nó thấy nó đẹp, nó trịnh trọng hơn một chút. Mà ở trong vẫn có chuối thế giờ nè. Em thấy quan sát thấy đây cũng vẫn có lá trong này. Dạ. Thấy không? Vẫn có lá chuối. Nè, giờ lát mình trải nghiệm mình gói thử cái lá này ha. Dạ. Đó. Bây giờ cái này Khoai sẽ làm như thế nào thưa chú? Bây giờ tập gói phải không? Bây giờ để mình kêu. Bây giờ trước hết là mình đeo cái bao tay vô đi. Đây, bắt đầu là em sẽ gọi là khâu đầu tiên là phải an toàn vệ sinh thực phẩm trước đã, đúng không anh? Đúng rồi. Là đeo bao tay vào trước. Những cái loại lá mà gói được nem chua trong quá trình lên men của thịt á, thì có lá vong nem nè, lá chùm ruột, lá ổi, lá sung. Lá vong nem, lá chùm ruột, lá ổi, lá sung, hoặc là lá đinh lăng gói cũng được. Nó tùy theo vùng miền, mỗi vùng miền có mỗi loại lá riêng. Mà lá thứ nhất là nó đáp ứng được nhu cầu mình sản xuất hàng ngày. Như ở Thủ Đức này hồi xưa có lá vong nem, bây giờ nó cái vùng nó hết lá vong nem rồi. Nó theo cái thời đại bây giờ là người ta không còn trồng dông nữa, thì bây giờ không có lá buộc phải gói ra qua lá chùm ruột. Nhưng mà có bí quyết gì không chú? Tại sao phải là những loại đá đó mà không là những loại lá khác? Tại vì những loại lá đó nó bảo quản được thịt sống lên men. Và khi mà những lên men 3 ngày sau lên men chua, ví dụ lá chùm ruột hay lá vong nem gì đó, thì mỗi loại lá nó sẽ cho ra một cái hương vị thơm đặc trưng của chiếc nem đó. Do cái cấu trúc của cái lá. Chú như vậy thì thí dụ như chú có thể chia sẻ những cái lá nó sẽ nằm ở vùng miền nào cho tụi con biết được không ạ? Thì mỗi cái lá là đặc trưng vùng miền. Thí dụ ngoài Bình Định hay gói lá ổi, lá chùm ruột nhiều. Còn ở Ninh Hòa thì gói lá ổi nhiều. Rồi ngoài Bắc thì gói lá đinh lăng hay là các loại lá sung. Còn miền Nam mình thì gọi thường lá vong nem với lá chùm ruột. Và những loại lá gói nem được đây đó mà cũng trải nghiệm mà ông bà mình hồi xưa mình cũng theo cái những bước đường của ông bà mình, nó gói nem sản xuất nem thì mình cứ theo đó mình làm. Chiếc nem ở đây là trong cái mâm này đó là những cái khay này đó là mình nó có chiếc rồi ở chân rồi. Mình đã cắt mình in khô mình ép ra từng chiếc rồi. Bây giờ mình chỉ cần gói là mình lát bóc vào từng cái mình gói thôi. Mình sẽ gói từng cái, rồi mình gói luôn là mình mới gói vô hộp. Thì đó, bây giờ cô Mười gói thử cho. Nhìn nè, cô Mười kìa đó, bạn học thâm niên của em trong lớp. Cô Mười đã bao nhiêu năm gói rồi hả chú Hùng hả? Đúng, hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi đó. Hiểu chưa? Rồi sau đó buộc lại. Bỏ ngay khi luôn. Đây là một thành phẩm của một chiếc nem đã được gói xong nha mọi người ơi. Thực sự là chị rất là khéo tay luôn đấy, biết mình có thể làm nổi không nữa. Nhìn bên kia kìa, bên coi cái này coi. Dạ đây ạ. Cái chiếc nem mình nó phải gói, thứ nhất là này nè, một chiếc lá mình có một cái miếng ni lông để cách biệt không khí bên ngoài, có một cái chiếc lá ở đây, cái chùm ruột. Rồi mình để chiếc nem lên, khi mình gói á, mình phải ép chiếc nem ra lá kính là không còn không khí trong này. Không khí bên trong rồi. Thì đó. Con thấy thì là toàn là thủ công hết đúng không chú? Rồi đúng rồi. Dạ vâng, bắt đầu là sẽ là từng bước là để lá trước. Góc vô rồi. Là sẽ mình sẽ gấp đúng không? Để chiếc nem treo góc, quay chiếc nem treo góc. Góc như này ạ. Rồi, tập vô. Là mình gấp từ không này. Góc là vậy là chút xíu, gấp một lòng một thôi, để nó bị chéo nè bẻ. Để chiếc nem chưa có được. Không phải vậy luôn, nó ở bên đây. Cho em nhìn lại một lần nữa. Đây, nhìn chị Mười gói nè. Chéo góc bây giờ đó, thấy chưa? Một bên, hai bên. Rồi lấy hai con cá thể rồi đó. Đó, được rồi ạ. Đấy, bây giờ con nhìn thấy được rồi đó. Đây, chéo góc là thành như này ạ. Đúng rồi. Đấy, phải rồi. Rồi bên trái. Chặt rồi, cấm hai đầu đẩy vô. Sẵn luôn. Lấy hai con tay cọ, hai tay cọ ra rồi bé lên. Và đây đó quay ngược lại. Nhưng mà nó dài hơn phải không nên không phải giờ ép vô em ngược lại vậy mình nãy mình bóp mạnh quá đó, bóp mạnh quá đúng không chú? Cái này là cây chả không phải là chiếc nem. thì hiện tại là thành quả là không, bây giờ chiếc đầu mình để cho mình so sánh là mấy chiếc kia để riêng, con để riêng à. Để riêng coi là cái này cần sự khéo tay lắm luôn đấy Phúc ơi. Tôi tin em, xem vào là đã thấy nó sẽ mềm ra ngay cái miếng nem này rồi anh ạ. Dạ rồi, thưa quý vị, đây là hàng mua trên mạng và đây là hàng giao tại chỗ. Đây tôi vẫn để riêng, em cứ làm tiếp, tôi để riêng ra đây. Rồi đây là mọi người ơi, mình sẽ xin phép đây là cái thứ hai mình làm, chắc chắn là cái này nó có sự cải thiện nhất định nha mọi người. Ba cái. Bây giờ các Hùng sẽ chỉ một cách cho Quang làm là không có bị dài lại như thế. Nó bị dài đúng không? Dạ vâng. Lấy một chiếc nem bỏ lên đi. Dạ vâng, đây con xin phép dùng cái nem. Lần nêu chiếc nem quá ha. Để kéo lại có để hình vuông vậy để kéo góc, Ừ đó đúng rồi. Để nhẹ qua thôi, bóp nhẹ vậy. Để góc qua. Nó nhẹ thôi, nhẹ. Đừng có để ngón tay cái mạnh xuống nó dẹp cái nem dài nữa. Rồi. Để nhẹ khó nha. Đừng có rung. Đừng có tay rung lắm chứ. Rung. Rồi bây giờ giữ đó rồi, giữ nhẹ ha, rồi bẻ gấp luôn. Dạ vâng. Đó, bẻ gấp vô đó. Hai con tay rõ rồi, kéo lên. Rồi. Để con làm cố lên. Nếu để câu lại quay chiếc nem lại, sẽ đăng dài mình quay ngược lại cho nó sẽ nhờ bóp cái nem nó vuông này rồi. Đó là đúng rồi. Này. Đó là bên bên này. Đấy, sẽ đẹp. Để nhẹ nhàng thôi, rồi bẻ gấp lên. Đúng rồi. Hai góc để vô, để hai con cọ để vô. Rồi, bẻ lên. Rồi quay ngược lại. Đỡ hơn. Lên. Rồi đi thun cột. Đó, vâng. Rồi so sánh hai chiếc đi. Đấy. Thực ra là cái thứ hai này cảm nhận là nó nhìn nó xinh hơn nha mọi người ơi. Đẹp hơn cái đầu một chút xíu nha mọi người, có cố gắng. Khoai ơi, cố lên Khoai. Đó. Thì bây giờ con xin làm một chục luôn chú nhá. Rồi. Cái âm thầm con làm đi để tập trung vô, con làm tinh thần mình nó tập trung vô thì mình nhẹ nhàng mình nâng niu cái nem nó đẹp hơn. Chú Hùng có bao giờ có những cái vị khách đã từng ăn nem của chú lâu và quay trở lại đây tìm chú sau một thời gian dài không ạ? Có chứ. Dạ. Thì cách đây cũng 4-5 năm gì đó thì có một vị khách lớn tuổi lắm, trên 80 á, là đi qua nước ngoài, hồi trước đó cũng hay ăn nem ở đây. Rồi cái lên đây cũng là về Việt Nam, đi du lịch Việt Nam, cái lên đây kịp ăn nem Thủ Đức thì cũng lên đây còn vô, thấy ngạc nhiên là tại sao mình vẫn còn sản xuất. Rồi mới hỏi nem chua, có nem chua ăn liền không? Thì cái ông khách đó mới lấy một chiếc nem ra, mình đưa cho ông lấy một chiếc nem ông ăn thử. Thì ông ăn xong ông nói là hơn 30 năm rồi tôi mới ăn lại nem của bà chính nem Thủ Đức này, nhưng mà tôi thấy vẫn hương vị giống khách đây lúc trước tôi còn ở Việt Nam. Là chứng tỏ là người khách dù xa bao nhiêu năm ở nước ngoài, không ở sinh sống ở Việt Nam nữa, nhưng mà vẫn nhớ lại cái hương vị nem Thủ Đức. Dạ. Có nhiều bạn sinh viên con thấy là có những đề tài nghiên cứu khoa học về cái chuyện lên men mà chú vừa chia sẻ là hay lại chọn tới đây chú để mà làm, xong rồi thi tốt nghiệp và những cái báo cáo khoa học. Đúng. Thì sao các bạn lại chọn cơ sở chú mà không chọn? Tại vì cái đó cái tình cờ là chú đi hội thảo á, rồi cái một cái nữa là bên chương trình FAO á, tổ chức nông lương quốc tế á, họ tổ chức một cái là khóa học về chế biến thịt từ Đà Nẵng cho tới mũi Cà Mau, đó là năm 1999 thì chú được mời đi dự cái khóa học đó. Thì mình làm nem thì chỉ theo kinh nghiệm thôi, mình không có một cái bài bản về khoa học về, không có ai viết gì hết. Nhưng mà sau khi khóa học đó thì có một cái lên chương trình học về nem, rồi đặc trưng sản phẩm thịt của Việt Nam làm nem chua, thịt heo Việt Nam nem chua. Thái Lan cũng có, Philippines cũng có, nhưng mà mỗi nước mỗi khác. Việt Nam là từ đó bên Nông Lâm mới làm cái đề án lên chương trình nghiên cứu về nem chua. Thì từ đó mới là quá trình lên men thịt như thế nào, các thứ rồi đó, chú Hùng có theo khóa học đó mình mới biết được. Cái đó làm theo ở kinh nghiệm, 3 ngày sau chua những cái gì xảy cố hay gì mình không biết gì hết. Cho nên mình học cái khóa đó rồi giờ mình biết được làm nem phải có những gì cái gì đó. Mình đó mình phát triển, mình tồn tại mình tới ngày hôm nay. Chú không giấu nghề chú chỉ hết. Rồi nhưng mà cái đó khi không giấu nghề được là gì? Cái đó là bây giờ cái gì lên mạng coi ai cũng có luôn. Cái làm được quan trọng, thứ hai là có kinh nghiệm hay không. Cái thứ ba mình làm được và sản xuất được, có đầu ra tiêu thụ được hay không. Đấy là cái quan trọng. Như vậy thì mình áp dụng cái máy móc vào cái việc mình sản xuất nem mình thì mình sẽ có mất đi cái những cái cách, cái hương liệu truyền thống của mình hay không thưa chú? Thì năm 1999 á, khi chú học cái khóa đó về á, tình cờ là ngay cái khóa học đó thì bên nước Đức tài trợ một cái phòng thí nghiệm mini cho trường Đại học Nông Lâm về ngành chế biến thịt. Thì chú coi những cái quy trình mà máy móc sản xuất xúc xích rồi đó, thì để mình nghiên cứu, mấy thầy cũng nghiên cứu và sản xuất nem được hay không. Có những cái máy làm được, những máy làm không được. Thì những cái máy làm được thì sau này chú sẽ ra thị trường, chú sẽ mua được những máy để sản xuất tại cơ sở của chú rồi. Thì những cái đó thì dù cái nào mà làm được bằng máy móc mà làm tốt cái sản phẩm mà nó tăng sản lượng lên thì chú áp dụng. cũng cải tiến lại quy trình sản xuất về truyền thống, nghề truyền thống vẫn vậy. Máy móc nó chỉ hỗ trợ một phần, còn cái cách làm truyền thống rồi mình phải giữ, đúng không? Bây giờ như là máy quết, hồi đó quết tay, bây giờ chúng ta quết máy, rồi trộn thịt bằng tay, giờ trộn thịt bằng máy luôn. Trộn ví dụ mình quết ra xong nó thành phẩm rồi mình trộn bì vô cho nem chua, hoặc là trộn mỡ sắc hạt lựu qua nem nướng. Thì giờ có những máy móc hỗ trợ mình, thứ nhất là mình giảm sức lao động lại, thứ hai mình tăng được cái sản lượng lên, và thứ ba mình giữ được cái nét truyền thống của mình, là những sản phẩm nó vẫn giữ được cái truyền thống là nem truyền thống. Dạ, nãy giờ trong lúc chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi thấy em Khoai Vũ rất là tiến bộ mọi người, làm càng ngày càng đẹp lên và khéo tay lên nha Vũ ơi. Rồi bây giờ mình nãy giờ gói câu lá chùm ruột rồi phải không? Rồi câu trong cùng, bây giờ tới câu bao bì ngoài, gói lá chuối. Bây giờ mình lấy 5 chiếc nem như thế này nè. Bây giờ mình tháo dây thun ra nè, thấy không? Mình để vậy nè, đó. Cứ mình cặp vô vậy nè, giữ cho nó khỏi bung đầu ra. 4 chiếc, 5 chiếc thôi, đơn giản mà, để đớp ngay ha, mình để lá này ra đây. Đó. Đó, rồi mình gói lại vậy ha. Xong mình lấy dây thun mình cột lại, rồi xong. Là mới một khâu rồi, còn không nữa. Tiếp luôn đi chú. Sau cái đó là cái gì nữa chú? Sau cái 5 cái đó nó là gì? Rồi lại gói lá 10. Tiếp lá 10 luôn đi chú. Nè bây giờ vậy nè ha, đó, 2 ha. 3 4 5. Mình để cho nó ngay nè. Mình để khi mình để cái lá ngay cái góc ở trong ha. Lá ngoài nó mềm nó mình kéo vậy phải không? Nó rất là đơn giản thôi. Nó vậy đó. Dạ vâng. Này mình gói cái nữa này cho thầy lo kỹ, nhìn kỹ nha. Vâng, nhìn kỹ lắm đó ạ. Nhìn kỹ lắm phải không? Dạ vâng. Kỹ lắm rồi đó. Và thấy không? Lấy dây thun ra. Lấy dây thun hồi nãy á. Rất nhanh nhạy. Hơn 50 năm rồi em. Thấy không? Rồi mình bẻ lá này lên. Xịn, thợ xịn. Rồi. Thấy không? Thêm một cái nữa cho nhìn kỹ nha, lát này chú không có chỉ đâu nha. Làm rồi đó. Đó tinh dày. Lát mình thi luôn chú, lát mình thi. Sai là mình phải chịu đấy chú. Thấy chưa? Nhịp nhàng rất đều luôn rồi. Rồi nè, tức là hiếm lắm được chú tận tâm chú chỉ đó nha. Rồi bây giờ mình gói lá 10 như thế này nè. Bây giờ mình lấy 2 6 mình để nguyên cọng tung khỏi bung ra ha. Rồi mình để xếp lá cũng vậy luôn ha. Ém mình nó cứng lại đây là thấy không nè, 2 ngón trỏ nè đưa xuống đấy, nó dựa đây qua dựa đây qua dựng đứng lên để bữa đây 2 cái đó có chậm vậy. Rồi xong. Đó. Thấy không? Nhìn cũng hơi giống gọi là gói bánh chưng một chút. Cái này đi chú, cái này cho con nhìn thêm một lần nữa để con cuốn một lần là ăn điểm này. Phải không? Bên kia mình để chiếc nem vô là hai bên nó dư bằng nhau để là không để góc mà. Đúng không? Rồi mình khi mình xóc lá này lên mình để ngang đây nè. Thấy không? Rồi mình mới kéo nó ngược cho nó chắc một chút. Chắc chút cái nem nó khi nó chua nó dẻ hơn. Đó, mình quản nghề phải không? Đó, thì mình xuống là mình bẻ góc nè, mình ấp 2 tay lá vậy nó chú hộp nó rất là dẻo, nó không sợ bể đâu, mình để ra vậy đó. Em theo cái chiếc nem mình nãy mình 05 rồi đó, chắc nha. Đó, bây giờ ha, bẻ cái đầu đó. Cái góc nó chắc cái phần 10 không có bẻ lá, không có gãy lá ha. Chứ mà lá chuối sứ, lá chuối cát nó sẽ gãy, cái này là nó vuông nhất ha. Rồi mà khi mình gói như là mình để trong cái hộp giấy đó, mình bỏ vô bao bì giấy á thì 3 ngày sau nó sẽ lên men chua. Mình không có dùng nhiệt, không dùng đun nóng gì hết, là để tự động không khí bên ngoài thôi là nó mát, gọi là nhiệt độ phòng á thì nó sẽ lên men chua. Bây giờ thì Khoai đã nhìn kỹ chú Hùng làm chưa? Chú Hùng làm rất là chậm cho em. Nhìn rất là kỹ rồi ạ, và em nghĩ là em có thể làm được. Nếu không làm được thì mình có thể mình đi về để mình làm nghề khác. Còn nếu mà làm được thì mình sẽ thử thách luôn, sẽ có quà của chương trình tặng em. Rồi Tết qua đây làm nem phụ chú nữa. Đúng rồi. Dạ vâng. Và lãnh lương nhiều hơn nữa. Lương cháu thì được trả lương cao hơn bình thường một chút. Đúng rồi, phải hơn. Dù gì cũng có chút nha. Bây giờ luôn 4 cái phần nem này sẽ thuộc về em, nếu như em thắng phần này. Em chiến thắng phần này em chỉ có 30 giây. Ổn không? Ok. Rồi đổi chỗ cho chú. Chú Hùng vô giữa cho khởi động qua bên đó anh ạ. Khoai Vũ đã sẵn sàng chưa nào? Dạ vâng, và giờ gọi là phần thi gọi là cuốn nem của Khoai Vũ xin phép được bắt đầu mọi người ơi. 3 2 1 bắt đầu. Ở đây là 10 cái nem của mình nhé mọi người. Bắt đầu đấy. 10 cái nem của mình. Phải lấy cái 10 nem của mình để chịu, chú thấy ghê không? Khoai là được cái là rất là nhiệt tình chú, giỏi tài năng, không bỏ cuộc này cho nó chua, bỏ vô hộp cũng được. Chú nhìn theo dõi nha. 10 giây trôi qua rồi, cố lên. Để giờ để ngang lại coi. Để như này thôi. Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ một chút sai sót thấy không? Làm nằm ngang nó ra. 15 giây nữa cố lên. Ấy. bớt giờ xuống rồi đấy không còn. Còn 10 giây cuối, cố lên. Ấy. Rung tay quá, gợp rung rung. Bị rụt quá xuống ạ. Ấy. Cộng thêm cho 10 giây nữa, còn 20 giây cuối, nhanh lên. Rồi đẩy rồi, rưỡi rồi. Và đây là 5 cái đầu tiên mọi người ơi. Và tiếp theo sẽ là trả lại à. Dạ. Để 5 ngang, để 5 ngang. Chị vừa chỉnh cho em cho đẹp. Còn 15 giây, nhanh lên. Tưởng chưa? Lên. Tiếp tục nào. Nhanh lên, Khẩn Trương. Đang cố gắng người ơi. Đấy, đúng rồi, thôi, bắt cái bự đi. Đứng giữa luôn. Nhớ không? Em để chưa để làm sao? Lật lại. 5 xuống, đúng rồi. Để 2/3 thôi. Đúng rồi, lấy cái gì hay? 15 giây cuối. Nhanh lên. Dạ. Anh quay cho anh quay tà lá. Chị Mười đã ta giúp đỡ rồi. Chị Mười đã ta giúp đỡ. Đó, cái đầu đấy vô trong. Là phải từ cái phần 10 giây cuối. Ôi lá. 10 9 8 7 6 5 Chưa bao giờ mình áp lực như thế này mọi người ơi. 3 Cho em thêm 7 giây nữa nè. 10 9 8 7 6. Sợ quá, sợ quá. 5 4. Áp lực quá vậy. 3 2. Xong mọi người ơi. Xong rồi. Xong. Dạ mời thầy, Thầy ra thầy có khách bây giờ trời trở lại nè. Rồi xin mời thầy chấm điểm ạ. Đây là cái tác phẩm của Khoai Vũ làm, còn đây là tác phẩm của thầy. Rồi. Nhưng mà bây giờ á, để coi lại cái gói bao bì lá chuối á, cái là câu quan trọng nhất để mình thành phẩm cái hộp nem. Thì bây giờ cái này là của thầy làm. Cái này là cái gốc. Cái gốc. Rồi cái này là học hỏi trong ngày. Nhưng mà bây giờ á, nó đạt này mới có 70%. Bây giờ mình sẽ làm lại, tháo cái lá này ra mình chỉ cách gói lại là nó đẹp lên. Dạ không, mình thi rồi mà không có làm lại, bây giờ thầy có được hay không được? Là hay là chấm điểm là 70% thôi. 70%? Được. Dưới trung bình 40 thôi. Thôi không được. Sao vậy không được? Làm vậy mất tinh thần. Mình phải kích lệ lên chứ. Đây là chú luôn luôn khích lệ và động viên cho những người thợ mình tới đây học làm nghề của mình, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay là chú thấy cái sự cố gắng của Khoai Vũ đúng không ạ? Nói chung là rất là giỏi, rất là khá, cũng là khéo tay. Lần đầu tiên mà vô những cái món ăn truyền thống mà gói như thế này, gói lá như này là gói như vậy được là cũng là hay rồi. Khoai Vũ, cảm xúc em như thế nào sau khi em học thì sau khi em được trải nghiệm từ khâu đóng gói từng bước một thì em thấy thực sự là cái ngành nghề thủ công này nó rất là cầu kỳ và rất là tinh hoa. Tuy là chưa được đẹp mắt nhưng mà dù gì là những cái thành phẩm này mình rất là quý trọng nó, và dù mình từng làm từng khâu một và mình coi nó như là một cái gọi là gì đấy trong gọi là nội tâm của mình, để mình cảm giác là những cái thành phẩm mình làm ra xong là mình phải thấy nó đẹp mắt, nó ngon, nó gọi là làm mình cảm giác thực sự để tâm đến nó được. Dạ, ngày hôm nay tụi con cảm ơn chú Hùng rất là nhiều, cảm ơn cơ sở nem bà Chính, cảm ơn Khoai Vũ đã giúp cho Bách Nghệ Kỳ Thú có thêm một cái nghề nữa là nghề làm nem. Và quý vị thấy là ẩm thực Việt Nam luôn được bạn bè trên thế giới yêu mến, và đặc biệt chúng ta tự hào về một cái sản phẩm của chúng ta. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những cái nghề khác trên khắp mọi miền đất nước nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi Bách Nghệ Kỳ Thú kỳ này. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của vali, túi xách ba lô cao cấp Sakos, và cảm ơn đơn vị bảo trợ truyền thông saobiz vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19h30 tối thứ 6 tuần sau trên kênh HTV7 nhé. Xin chào. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá nghề làm nem truyền thống tại thành phố Thủ Đức. Hy vọng chương trình đã giúp quý khán giả hiểu thêm về nỗi niềm, ước mong góp phần vực dậy thời văn bóng của nghề làm nem từ những người làm nem tại làng nem Thủ Đức như chú Hùng. Hành trình tiếp theo, quý vị khán giả sẽ được tìm hiểu làng nghề nào và sẽ được gặp gỡ vị khách mời nào nữa đây. Tất cả sẽ có trong tập phát sóng tiếp theo của chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Đón xem Bách Nghệ Kỳ Thú được phát sóng vào lúc 19h30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h trên kênh YouTube B Entertainment.